Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phước Bang. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước thì quý vị và các bạn có thể thấy là các anh đang tháo đến nửa được một nhịp thôi. Hôm nay Phúc lên thì các anh đã tháo gần hết rồi. Chào các anh nhá. Đấy, làm việc rất là cần lực. Cũng vài hôm rồi đấy nhờ. Đấy, làm rất là nhanh. Đấy, quý vị và các bạn thấy là tháo một cây cầu như thế này thôi thì không phải đơn giản một chút nào. Đấy. Đúng rồi, cũng nhanh đấy. Kiên trì và kỹ thuật cao. Kỹ thuật cao đấy. Đấy, bây giờ là dây rất là căng luôn nhờ. Cái cây bên kia là mình cố tình để buộc để nó không lay đúng không? Rồi. Rồi. Các bác thấy là bây giờ còn nhịp cuối cùng nữa thôi. Nhịp này có vẻ là dài hơn 7 mét hay sao nhỉ? 6 mét à? Đấy. Đấy, bây giờ là tháo gỡ gần hết rồi. Các bác thấy là hôm vừa rồi Phúc có quay rồi. Tuy nhiên thì mới được một nhịp thôi. Bây giờ thì sau vài ngày trở lại quay trở lại đây thì các bác đã sắp xong rồi, nhưng mà từ hôm đấy đến giờ thì cũng vẫn chưa tuyển được cô gái nào nấu cơm. Vẫn có bốn anh thôi. Đấy. Ôi. Cẩn thận nha. Bỏ tay đi anh ơi. Đấy, đấy rất là nguy hiểm. Đây này, dây này cũng tuột rồi này. Thế là nó vào chỗ này cẩn thận nha anh ạ. À thế là vật liệu về rồi à? À đây đây đây. Mời các bác xem là không dùng nhưng mà cái sàn này có dùng sắt sắt V này còn dùng được không anh? Có dùng mà. À vẫn. À V là dùng lại. À chỉ thay mỗi cái tấm thôi đúng không ạ? Đó, một phần chúng ta xem là một phần đây. Sắt này được cho rằng là dày hơn dày hơn cả bên lung cáng các bạn. Đây, tấm này đấy, sắt rất chắc chắn đây là sắt hộp và cả sắt vuông chữ U. Đấy, được thôn đã và các anh đã đưa vào đây tập kết và trời hôm nay cũng có mưa lâm thâm nhưng mà các anh vẫn làm để kịp đổ tiến độ cho bà con. Đấy. Phúc sẽ nói là cập nhật thường xuyên các anh thợ vui tính đến từ Tùng Bá. Tuy nhiên thì vài ngày vừa rồi thì Phúc cũng bận nên là cũng không tham gia được. Thế các anh đã tháo xong, cơ bản đã gỡ xong cái cầu. Đấy, bà con thì làm hẳn tháng trời nhưng mà các anh tháo trong một tuần thôi. Đây. Làm cật lực xa vợ một tuần trời. Ô chỗ này họ xả rác hay là nước đẩy về đây? Ôi rồi lộ ra chỗ này bây giờ mới sợ nhỉ, đá nhiều thế. Lơ lửng trên bầu trời. Cái thang đúng là cái thang phát huy. Người anh em là đều ướt hết rồi. Như là trời mưa đấy nhỉ. Đấy, toàn hết mồ hôi rồi đấy. Vâng. Không làm nhiệt tình thì mai dân làm sản xuất bên kia là không kịp. Không kịp. Đúng rồi, không kịp mùa. Nên hết sức nhiệt tình làm cho bà con nó đi lại sản xuất bên kia. Vâng. Thì bây giờ thì mình chỉ thay vật liệu vào tấm sàn với cả là thay cái rằng nối bên dưới thôi đúng không ạ? Vâng, bây giờ là thay rằng treo. Vâng. Thay rằng treo là... Vâng. Vâng, thế là xong. Cái trụ này có dùng không hay là đập đi ạ? Cái trụ này là vẫn dùng nguyên bản. À, vẫn dùng nguyên bản. Dây vẫn dùng nguyên bản. À chỉ thay thôi. Chỉ thay các rằng này thôi. Cái tôn cho ván vào. Vâng. Đấy, rất là nhanh. Trong cú lên bậc 2.
Đấy. Tháo ra rồi thì nó mới nhìn thấy nó rộng nhỉ. Đây. Cái sông này bắc qua lúc đầu thì ngắn thôi nhưng mà nhìn xa rất là rộng luôn. Gần xong rồi, hôm nay thì Phúc sẽ cố gắng nán lại để cho các anh tháo hết từng dây một để cho xong chúng ta nhìn thẳng ra sông luôn. Đấy. Trong ngày mai thôi thì sẽ các anh ấy sẽ lắp thiết bị dây. Thằng cái dây sắt này thì bằng thay bằng dây phi lớn hơn chứ nhỉ anh nhỉ? À sắt 8 to hơn loại này đúng không? Loại này 6 mà. Vâng. À đây là cuộn tròn đây hả? Đây. Sẽ thay bằng cái cuộn này. À đây. Bây giờ thì các thiết bị nó chúng ta có thể thấy là cái bất cập ở cái câu này thì trong khi đó cái trụ cầu ở giữa này thì đi giữa này thì không đi mà lắp bằng một cái biển. Đấy, đi qua sườn bên kia nó cũng là một cái nghịch lý rất là đây. Đây. À, quy trình đây. Đây lộ trình hai. Các bác thấy là không đi qua cầu mà lại chơi cắm biển ở giữa mà lại đi. Đấy. Rất là mai vẫn phải tháo những cái này ra để tra mỡ chứ hay là thôi? Mai kéo tháo cốc cáp kia ra cho là tời. À kéo lại dùng máy tời ấy nhỉ? Vâng. Kéo cong lại dây. À. Đấy. Cái cáp cũ này bây giờ nó trùng quá. Vâng. Vâng. Bốn anh em làm liên tục như thế cơ mà. Cắm câu. Cắm câu. Thế à? Răng in. Nghỉ à. Chơi nghỉ mùa gái. Ăn cơm sớm còn được, tối còn đi gọi là giải trí. Có anh ạ. Làm cái này kia không được mình với con gái. À. Đúng rồi. Không mình đi lành mạnh thôi. Hát hò đấm bốc chứ thôi. Đấm bốc các kiểu. Đấy. Đấy. Thì ra là tháo một cái cây cầu treo là phải đúng cái kiểu đúng kỹ thuật này. Không đơn giản chút nào. Chỉ cần sai một ly là cái mức độ nghiêm trọng rất là nguy hiểm. Đấy, nó cứ đu đưa này. Chỉ còn ba thanh nữa thôi là xong. Cái đu đưa này kiểu ngủ với gái đấy. Thế à? Đu đưa. quên đu đưa ấy. Cũng treo leo giống như các chú thở điện đấy nhỉ. Đúng rồi. Nguy hiểm hơn một tí. Đấy. Sắp 7 giờ rồi anh ạ. Rồi thế. Cố hết được không? Cố hết được anh. Cố hết được. Đấy. Không nuốt cái này thôi. Đấy. Đại ca thứ ấy tắm trước đi. Tắm sông này thôi chứ. Vâng, tắm đây thôi. Ờ. Tắm sông này là sạch nhất rồi. Nói chung sạch sạch lắm. À. Nó tạm tạm thôi. Đây có đường xuống à? Có đường xuống anh. À kéo nước ra đây rồi à? Vâng. Hay là dùng nước sông? Nước chỉ đi lên thôi. À. Cái này mình để rửa bát thôi. Rửa bát. Rồi. Đấy. Sau khi nhận công trình thì đã khảo sát kỹ rồi đúng không? Vâng. Thì đã lập. Nước tắm sạch sẽ ở đây rồi nhưng mà tối là không có gái đến rồi. À. Không có nước chấm. Đến rồi. À. Cơm thịt thì đầy đủ hả? Đúng rồi. Món nước chấm. À. Món nước chấm rồi. Món nước mắm ngon cho vào cả thứ ngon. À. Vẫn nhạt à? Vâng, vẫn nhạt anh ạ. Ờ. Thế nào được ta?
Ôi lung lay nhỉ. Đung đưa nhiều lắm. Ừ. Ừ. Cái dây dây đâu, cái dây dây trượt xuống thôi. Vâng. Hoặc là cái cầu thang, có cái cầu thang ấy. Vâng. Đấy, lên được nhưng mà khó xuống, bây giờ khó xuống đấy. Khó đấy. Có cách làm phải có cách xuống chứ nhỉ. Đúng rồi. Bây giờ chờ các anh em xem xuống, lát nữa anh tháo xong là xuống kiểu gì nào. Hay là cái dây đấy thắt dây xuống, xuống tụt xuống. Khó xuống đấy. Bởi vì là nó chịu lực nặng rồi, nó xoắn bao lâu rồi, bây giờ tháo ra rất là khó nhờ. Xoắn vào dễ. Cái sắt này bây giờ nó dán, nó dí nước mưa nhiều quá, bây giờ nó cứng. Cứng và dán hết rồi. À. Cứng. Giống như người lúc trẻ. Ừ. Phàm thì dài nhìn thấy chán. Ok nhỉ, anh bác nhỉ. Đây là quyết định xuống à? Quyết định xuống anh. Thử xem nào, xuống kiểu gì bây giờ? Phải bày mưu chứ. Này, treo đây thôi. Tạm dừng. Chắc luôn anh. Chắc. Quá chắc luôn. Vắng thế nhỉ, đây vắng thế nhỉ? Vắng, đúng rồi. Chỉ nghe trong trong này thì có chỉ có tính ếch thôi nhỉ. Ếch đá đấy nhá, ếch đá nhá. À, ếch đá. Hay là con trước cày. Hạ cánh đây, hạ cánh đây. Xem nào, các anh sẽ xuống như thế nào. Hay là đến giữa sông kia là hạ nhảy xuống nhỉ? Tụt xuống, tắm luôn. Nhảy xuống tắm luôn cho mát. Ui, tay cũng phải cứng ấy nhỉ. Canh không đeo găng tay bao lao động kia thì em thấy cũng nể đấy. Đeo đấy đấy nó vào nó lại làm khó nó trơn. À nè. Không thật tay. Làm như này nó chắc hơn. Bao da bố mẹ may cho đúng không? Đấy, dưới đây. Thế đấy, nó dễ hơn kia. Ừ, đúng rồi, cứ lay lay. Cái này bố bác này giữ điện cho cháu ấy, con ấy. Cứ xem đi nhỉ. Phúc Bang. Phúc Bang. Đúng rồi. Bác Táo Bang ấy. Đúng rồi. Cái bố mà. Bố lao động trên dây hai sợi dây. Nick Phúc Bang. À. Kênh YouTube Phúc Bang. Lúc 6 giờ hàng ngày. Cứ 6 giờ hàng ngày là có thôi. Ôi dù. Yeah. Thải ấy. Đấy, bây giờ là hai anh em sẽ tháo hai đầu
hai đầu cầu thang ra và đầu hạ thang xuống đúng không? Chỉ cần đu một đầu thang xuống là được. Phải đều nhau. Nằm xuống được gì bây giờ? Ấy khéo ơi, tuột đấy, tuột bên này đấy. Tuột chỗ bên anh này này. Bốn siêu nhân. Ủa đây mũi to đấy nhỉ. Đây cái này cắt lên lại khuyên nữa, cắt lên hơi đấy, lấy rù rù phúc neo điều đấy chứ. Nhưng mà cũng phải lên đến trên đấy mình mới biết trèo xuống mà. Không, bây giờ em bảo này, anh một bây giờ thả một đầu ấy đi, thả một đầu. Ừ, dây bảo hiểm nó móc đi. Đúng rồi. Trở lên, quen lắm rồi. Neo lông thường đường không? Lên được nhưng mà khó xuống. Ôi, vẫn chưa tuyển được nấu cơm à? Chỉ có mới có ăn đấy. Chỉ có bốn anh thợ này thiếu thân. À. Người toàn người thiếu thân. Mà. Thiếu thân. Nên mà nửa đấy là rủ hăn điều xong rồi cũng là cắt nó gió kéo lên nạp. Ờ, lên mình lên luôn. Ờ, cái này chỉ cái ớt thằng mới không chứ. Bây giờ một anh đứng lên đứng vào vai là xuống được rồi. Cảm giác ở trên đây là treo vào cổ đi. Cái đây như vậy. Quyết định. Ai là? Rồi. Bên này cứ treo ở đây đã. Xá lị vẫn ổn chứ. Thế là đồn, thế là thành công rồi. Đấy. À, đấy, không cần. Cẩn thận á. Ồ. Rất là siêu, các siêu nhân đến từ Tùng Bá. Thật là tuyệt vời. Như vậy là trong ngày mai nữa thôi thì bốn anh em sẽ tháo nốt ba cái dầm ngang nữa thì là xong. Thành công. Đấy thì chắc là sáng mai là bắt đầu tiếp tục công việc đấy anh nhỉ? Sáng mai kéo cáp. Mai kéo cáp ạ? Tháo xong ngay mới kéo anh ạ. Tháo hết thì mới kéo à? Rồi thế thì anh sẽ... có thấy lên, cái cáp nó lên không hay xuống? Nó vẫn lên tí nhỉ? Lên tí đấy. Cáp thì tưởng lại tưởng nhưng mà tưởng bằng cũng đối bằng đấy nha. Cái này thấp một tí trên dưới đúng không? Này làm sao kéo thế nào nó được ta? Thế là máy tời chứ, máy tời kéo chứ. Tời chứ. Máy tời kéo lên. Rồi. Quá thấy là như vậy là đã gần gần xong cái khâu công đoạn tháo rồi. Đấy, kết thúc. À, gần phần gỡ, còn phần lắp nữa còn lâu. Nhỉ. Yeah. 15 ngày anh ạ. 15 ngày. Đấy. Bây giờ cô phải áo nóng quá, tắm rồi anh ạ. Tắm đi, tắm đi. Rồi, vâng, anh tắm đi. Anh tắm dưới sông luôn à? Ừ, sông mát lắm. Ừ. Rồi, các bác xuống tắm đi để em xem nào có sâu không. Bây giờ đây đang nóng. Đang nóng không tắm không? Cảm đấy anh ạ. À. Phải nghỉ lúc khoảng 30 phút mới tắm được. À, rồi thế thì tối rồi thì hẹn các bác trong ngày mai nhá. Vâng. Hẹn các bác sẽ tiếp tục Phúc Bang sẽ cập nhật cái tiến độ 4 siêu nhân thi công cầu Thuận Hòa Bắc. Cầu treo Hòa Bắc. Các bác nhá. Tới đây thì video clip của Phúc Bang xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.